Tập 1139 bánh sandwich trái cây bí ẩn. Đây là món bánh mì hot trend dạo gần đây ở Harugap và nó có tên là bánh mì trái cây bí ẩn. Một cặp đôi thấy ngon quá nên bỏ tiền mua ăn thử. Đúng là ngon nhức nách, không biết người làm nó là ai nữa. Trong bụi cây, một ông chú đang run lẩy bẩy cả người, xin không biết chú bị làm sao nữa. Thì ra đây chính là ông chủ của xe bánh mì sandwich trái cây bí ẩn kia. Và mỗi lần nhìn khách hàng ăn thì chú đều rùng mình vì phấn khích. Nhìn lại thì chú giật cả mình khi tự nhiên có cậu nhóc ở đây. Chết rồi, vậy là danh tính đã bị tiết lộ. Tự nhiên bụng ông xin kêu ý ới, ông chú liền tặng xin một miếng sandwich ăn thử. Ôi giời ơi, lớp kem tươi và trái cây hòa quyện trong miệng, đúng là nhức nách luôn. Rồi cu cậu ăn lấy ăn để làm ông chú bủn rủn hết cả người. Xin thấy đây là chiếc bánh sandwich ngon nhất trên đời luôn. Mà chú trông có vẻ bí ẩn ghê, ông chú liền giới thiệu mình là Hasamu, 30 tuổi. Làm nghề bán sandwich trái cây, còn đây là Shin, 5 tuổi. Là đứa trẻ duy nhất chú tiết lộ danh tính, ông chú bị phát hiện nên lén lút ra ngoài chùm xe bánh mì lại rồi đẩy đi. Vậy là ông Shin cũng hóa trang vào một chú khỉ cùng chim và chú chó đi theo chú. Vì cu cậu đã được chú đãi bánh mì siêu ngon nên quyết định sẽ đồng hành cùng chú để cảm ơn. Nhưng chú đâu cần đâu, Shin thấy chú không cần ngại ngùng làm gì. Vậy là ông chú bất lực luôn, dọn hàng xong, chú núp sau ống cống trốn. Shin thấy chú bán hàng mà trốn vậy thì có mà bán bằng niềm tin. Nhưng mà núp vậy thì chú mới thấy được phản ứng chân thật của khách hàng, lúc này cũng có hai vị khách đến mua. Nghe hai chị khen bánh mì mà chú Hasamu bủn rủn hết chân tay vì quá phấn khích. Rồi chú lại đẩy xe bánh của mình qua địa điểm khác rồi đứng quan sát khách hàng. Nhưng ở đây chẳng có bóng ma nào tới mua cả, chú Hamasu tự hào. Bánh mì của chú là siêu đỉnh, chỉ tại ở đây ở ít người quay lại thôi. Đang ảo tưởng sức mạnh thì chú chẳng thấy Shin đâu, nhìn lại đằng kia mà chú giật cả mình khi một đoàn người đến giành nhau mua bánh sandwich trái cây. Chú không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, thì ra cu Shin tài lanh mang biển hiệu ra quảng cáo. Vì ông cậu thường thấy người ta hay phát tờ rơi quảng cáo nên cũng học theo, đúng là thành công ngoài sức mong đợi. Nhưng chú Hasamu chỉ muốn người ta tự phát hiện rồi tới mua thôi, Shin thấy chú bán hàng gì mà kỳ cục ghê. Chắc là bán vì đam mê thôi, vô tình gặp thầy hiệu trưởng đi qua. Sao ở đây lại có một kẻ tình nghi thế kia, Shin thấy trùng hợp ghê. Lại gặp bang chủ ở đây, chú Hasamu nghe vậy thì sợ run cả người. Thì ra thầy hiệu trưởng nghe nói ở đây có bán bánh mì sandwich trái cây bí ẩn đến đây xem thế nào. Chú Hasamu liền chỉ ở đằng kia, vậy là thầy hiệu trưởng chạy lại mua ăn thử. Đúng là ngon nhức nách, chú Hasamu liền rùng mình cả người. Tự nhiên một ông chú đi ngang qua, nhìn miếng bánh đúng là thèm ghê. Mà nhìn lại bộ mặt của thầy hiệu trưởng thì anh hơi rén lên chuồn luôn. Xin thấy thầy đỉnh ghê, bằng một cú lườm thôi mà đã khiến người ta chạy mất dép rồi. Vậy là đuổi khách rồi còn đâu, thầy hiệu trưởng nghe mà ngại quá. Nhưng mà bánh này đúng là ngon thật, chắc thầy sẽ ăn nó thay cơm mỗi ngày quá. Tự nhiên chú Hasamu sởn hết cả da gà trước những lời đường mật của thầy hiệu trưởng. Xin cứ nghĩ là chú thấy mặt thầy hiệu trưởng đáng sợ quá nên mới như vậy. Vậy là cả thầy và chú cùng hét thẳng vào mặt Xin. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao, và còn một chiếc bánh cuối cùng. Nên chú Hasamu đã đẩy tủ bánh ở một nơi cực kỳ khó thấy. Xin thấy chỗ này khỉ ho co gáy vậy thì có mà bán bằng niềm tin, nhưng chú Hasamu vẫn mong chờ ai đó sẽ đến mua. Tự nhiên nghe tiếng rục rịch trong bụi cây, bất ngờ một bàn tay dài ngoằng bò ra làm hai chú cháu Shin giật cả mình. Nhìn kỹ lại thì là cô Ume mà, cô giáo ở trường của Shin đó. Và cô đang như một con thú đánh được mùi bánh ngọt đâu đây. Chú Hasamu không nghĩ cô lại thính đến vậy, rồi cô cứ trườn đi đánh mùi. Cuối cùng cũng tìm thấy bánh sandwich trái cây bí ẩn, không chờ đợi gì thêm. Cô nhét tiền vào rồi lấy bánh ra nhau ngầu nghiến, không ngờ lại ngon đến vậy. Vậy là chú Hasamu lại rùng mình hết cả người, rồi hai chú cháu kéo nhau ra. Cô thấy ông chú này khả nghi quá liền đẩy ra. Nhưng đến khi chú kéo khăn xuống thì cô lóa hết cả mắt. Là một anh trai quá đỗi khôi ngô, thì ra vì vẻ ngoài của anh nên mỗi ngày có hàng ngàn chị gái đến xếp hàng mua bánh của anh. Nên anh không biết bánh của mình có thật sự ngon không nữa. Nhưng khi nhìn cô Ume một phát nuốt chửng miếng bánh thì anh đã cảm thấy tự tin hơn nhiều. Vậy là anh đến cảm ơn cô díu dít, cô Ume ngại quá. Định mặt dày tỏ tình với anh thì bất ngờ một cô gái xuất hiện. Và chị cũng đã trốn đằng sau để xem phản ứng của anh khi thấy khách hàng thử bánh. Xin không biết chị là ai đây. Thì ra đây là vợ của anh Hasamu. Cô Ume nghe xong mà thất vọng tràn trề, là Hoa đã có chủ rồi sao. Xin thấy cô lại thất tình nữa rồi. Cay quá, cô Ume nhét bánh vào miệng nhai ngấu nghiến làm anh chị kia bủn rủn cả người luôn. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 240, P3 chơi hồ tắm cùng Hima. Trời nắng như lửa đốt nên Bạch Tuyết nằm trong nhà mà cũng vãi hết cả mồ hôi. Mẹ cũng mệt lả cả người đưa quần áo ra phơi. Nắng gì mà muốn há mồm luôn, tự nhiên một tia nước bắn vào mặt mẹ. Thì ra ông Shin đang chơi trò súng nước, nhưng mà nóng quá. Cô cậu lôi một xô nước đá ra ngâm vũ khí vào, đúng là lạnh run cả người.
Kết quả là mẹ cho một chưởng mọc sừng vì thằng con trai toàn chơi ngu thôi, vậy là xin ngoan ngoãn ôm xô nước đá vào, rồi ngồi bắn nước vào mặt để tự làm mát. Phê quá cu cậu cứ cười ngoắc cả mồm, Hima thấy thú vị quá cũng ú ớ đòi trải nghiệm, vậy là xin bắn cho em một nhát đáp ứng nguyện vọng. Thấy cô bé phê như con TT xin tiếp tục tấn công công em, mẹ lại cho cu cậu mọc thêm sừng nữa vì tội chơi ngu, nhưng tại em cứ dụ xin mà. Mẹ chẳng quan tâm, rõ ràng là mẹ thấy xin đang bắn nước vào em. Mà trời nắng ghê, không biết làm sao để sống sót qua cái nóng hơn 40 độ nữa. Thấy tội nghiệp Bạch Tuyết quá, xin cầm đuôi kéo nó ra ngâm mình vào xô nước đá cho giải nhiệt. Nhưng lạnh muốn teo giò nên nó nhảy ra rồi run cầm cập. Mẹ cũng bất lực với cu con, học ai mà toàn chơi ba cái trò xàm xí thôi. Chợt mẹ nhớ ra còn cái hồ nhét trong kho. Vậy là mẹ lôi ra thổi lên, xin sướng quá nên nhảy nhót tưng bừng. Mẹ bảo xin muốn tắm thì phải đi làm việc. Nghe thế nào mà cu con lại ra ôm Bạch Tuyết ngại ngùng. Kết quả là mẹ phải dùng chân đạp sấp mặt bơm hồ, nhưng mãi chẳng thấy lên tẹo nào cả. Nhìn kỹ lại thì thấy đường ống đã bị đứt mất tiêu. Vậy mà xin đã chuẩn bị hết đồ nghề ra chơi. Mẹ thấy xin chỉ có tài lanh thôi, cuối cùng dưới cái nắng 40 độ, mẹ phải dùng biện pháp thủ công là nhọn mỏ thổi hồ cho xin. Vậy mà ông con cứ đứng một bên dục mãi, mẹ lại quát lên cứ từ từ rồi cháo nó nhừ, không thấy mẹ muốn đứt hơi đây rồi hả? Nhưng mà trời nắng thế này nếu không làm nhanh thì sẽ bốc hơi mất, vậy là mẹ lại phồng má thổi sấp mặt. Còn ông con thì hồn nhiên vô tư nhảy nhót trên hồ khiến mẹ bực điên lên. Cuối cùng cũng thổi xong, mẹ cho Hima vào trong vùng vẫy. Mà không biết ông tướng xin đi đâu rồi, thì ra cu cậu vào tìm kính bơi. Và vận động viên bơi lội xin đến đây, nói rồi cu cậu lao một mạch từ thềm vào hồ bơi. Mẹ sợ quá đến bế Hima ra không thì toang. Còn xin thì cứ dãy dụa trong hồ, mẹ bảo xin bớt giỡn lại đi. Xin nghe mà ngại đỏ cả mặt vì cứ nghĩ mẹ đang khen mình. Mẹ lại tức sôi máu, rồi mẹ nhờ xin trông em giúp mẹ. Không em uống nước mất, xin tuân lệnh bà Misae ba ngấn luôn. Tự nhiên có điện thoại nên mẹ lao vào nghe. Vậy là xin đưa Action Kamen ra chiến đấu trong nước. Hima ngồi chơi sao mà lại sờ đúng vào nút hồ. Trong nhà mẹ vẫn mải nấu cháo điện thoại với bạn mà bỏ quên mất hai đứa con cưng. Ngoài này thấy xin đang cho Action chiến đấu trên thành hồ thì Hima cũng bắt chước rút lỗ thoát nước ra chơi. Tự nhiên xin thấy hơi kỳ kỳ, nhìn xuống thì nước đã bốc hơi mất tiêu. Vậy là hai anh em lại hậm hực nhau, trong nhà mẹ vẫn tám điện thoại, không biên giới. Xin định vào gọi mẹ thì su sao làm rách một lỗ trên hồ, thôi rồi lượm ơi, kiểu gì cũng bị mẹ đánh cho bờm đầu cho mà xem. Vậy là cu cậu dùng miệng bịt lại, nhưng mà mệt quá. Xin lại dùng tay nắm chặt lỗ, tự nhiên bên kia lại xuất hiện thêm lỗ nữa mới đau, cu cậu lại phải huy động thêm tay kia qua bịt lại. Đứng mãi muốn gãy cả tay nên cu cậu rút ra luôn, nhưng mà hồ cứ tiếp tục xì nên xin lại phải bịt lại. Hima chán quá nên bỏ của chạy lấy người, xin lại phải ra chặn em lại, nhưng mà vậy thì hồ lại xẹp lép mất. Đến khi mẹ nấu cháo điện thoại xong đi ra thì hết hồn khi thấy Hima không khác gì một con lợn, đã vậy mới quần áo cũng bị cô bé làm cho dính bùn đất be bét. Không thể nhịn được nữa, mẹ ra định xử đẹp xin thì lại đứng hình khi nhà cửa cũng be bét. Hồ tắm thì là một mớ bùi nhùi, chắp vá hết chỗ này đến chỗ khác. Thì ra ông xin đã tha hồ tắm vào nhà rồi lấy băng keo sửa lại nên mới ra nông nỗi này. Vậy là mẹ điên tiết lên, kiểu này không cho thằng con trời đánh một trận thì hơi phí. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 226 P2 cô gái bán hàng đến từ địa ngục. Trên con đường đến thị trấn, cô gái đang đứng nói chuyện một mình. Cô là một nhân viên bán hàng tận nhà đến từ nhà xuất bản Maizuma. Cô là một nhân viên xuất sắc luôn đứng vị trí số 1. Cô tên ra Uri Makurio. Uri tự xưng mình là cô gái bán hàng đến từ địa ngục. Với quyết tâm sẽ bán được bộ sách giáo dục trẻ nhỏ, Uri cười lớn lấy tinh thần dù chả buồn cười tí nào. Uri chợt nhớ đến cậu bé đầu khoai tây đó là Shin. Trong chuyến đi đến thị trấn bán hàng lần trước Uri đã gặp cậu. Shin nghĩ Uri là một chàng trai mọt sách. Cô cố giải thích mình là phụ nữ là một nhân viên bán hàng. Nghe thấy là bán hàng Shin không cho cô tiếp cận mẹ. Cậu nhảy lên người mẹ. Mẹ nghĩ Uri có ý đồ xấu thế là hô hào mọi người đuổi đánh, làm cô phải chạy trốn. Uri không để ý đằng sau có người. Bà cô liên tục ghi chép lại mọi chuyện. Uri quyết định phải bán được cho mẹ Shin sản phẩm này. Bà cô thấy Uri thật đáng sợ. Uri di chuyển đến nhà của Shin. Uri đứng lẩm bẩm chắc chắn lần này phải bán bằng được vì cô đã nghiên cứu từ trước nhà Shin đang có trẻ nhỏ. Shin đang quét rác ở cổng. Uri mở lời chào hỏi. Shin không biết cô là ai. Cô bất lực rằng mới đó Shin đã quên. Uri chỉ vào mặt mình bảo Shin nhìn kỹ. Shin nhớ ra là nhân viên bán hàng. Cậu lại lấy tên của Uri ra nói xàm xí. Uri cố gắng bình tĩnh hỏi mẹ của Shin. Shin tỏ ra nghi ngờ dặn cô không được làm hại mẹ. Uri bất lực nhìn Shin. Xin dẫn Uri vào nhà, mẹ hoảng hốt, thấy Uri mẹ nghĩ cô là người xấu. Cô cố giải thích mình là nhân viên bán hàng. Cô đưa ra bộ sách giáo dục, mẹ bất ngờ về sự xịn sò của nó. Đó là một bộ sách dành cho bé từ 0 đến 9 tuổi, nó dạy cách giáo dục phát triển sự thông minh cho trẻ. Muốn bé trở thành thiên tài thì phải giáo dục trước 3 tuổi.
nhưng mẹ lại không có kiên nhẫn để đọc nó. Hima nghe tiếng bò ra, Uri thấy Hima liên tục khen cô xinh giống mẹ. Cô nói cho mẹ rằng xinh nhưng cũng cần. Thông minh trong tương lai cần sự thông minh nhiều hơn. Mẹ có vẻ đã lay động, nhưng sản phẩm phần mềm phải dùng máy tính. Mẹ lại không có máy tính, xin đứng bên phá hộp đồ. Uri nhanh chóng lấy lại, cô hứa sẽ lắp đặt máy tính miễn phí. Xin thấy đây là món hời. Uri còn đưa ra bộ sách mùa xuân, mẹ rất thích nó. Chưa dừng lại, Uri còn tặng kèm theo một con dao. Cô lấy rau củ ra cắt, trông rất sắc, còn cắt được cả vật cứng. Xin nghĩ mẹ nên có nó. Mẹ hỏi giá tiền, Uri nhanh nhẩu đáp 99.800 yên, giảm giá còn 49.800 yên, mẹ thấy nó còn quá đắt. Uri nhanh chóng đưa ra chương trình khuyến mãi tặng chăn gối, bột giặt, giấy vệ sinh và bia. Mẹ có vẻ rất thích, xin ngồi bên đánh giá cao bộ sản phẩm vì các bà nội trợ rất thích ưu đãi này. Uri còn nói có thể trả góp, mẹ quyết định sẽ mua, đang đi lấy con dấu thì bà cô lúc nãy và chú cảnh sát đẩy cửa vào. Bà cô đã gọi chú cảnh sát đến vì nghĩ Uri là người xấu. Chú cảnh sát thấy Uri cầm dao trên tay yêu cầu cô bỏ dao xuống. Quá bất ngờ, Uri cứ cầm con dao trên tay và cố giải thích. Chú cảnh sát thấy vậy liền lấy điện thoại gọi cứu viện. Mẹ với Xin thấy sợ vứt đồ của Uri ra ngoài và đóng cửa lại. Cô ra sức đập cửa mong mẹ với Xin giải thích cho mình. Uri nghe tiếng xe cảnh sát đến, cô bỏ chạy bán mạng. Uri nói sẽ không từ bỏ, cô sẽ tiếp tục tìm đến nhà Xin. Mẹ đang khai báo với công an, Xin và Hima bỗng thấy rùng mình vì sợ.